Truyền thông Bắc Triều Tiên ngày 19 tháng 11 đã đưa tin về vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM kiểu mới Hoa Song 17 một ngày trước và công bố hình ảnh cho thấy Chủ tịch Kim jong Un nắm tay một bé gái nhỏ cùng thị sát kho chứa tên lửa và nói chuyện cùng nhau trong khung cảnh đằng sau là tên lửa Hoa Song 17 trước khi được phóng. Cụ thể, đài truyền hình Trung ương Bắc Triều Tiên cho biết Chủ tịch Kim đã đích thân cùng phu nhân Lee Soi-chu và con gái trực tiếp đến chỉ đạo toàn bộ quá trình phóng tên lửa hình ảnh con gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un lần này được công bố trên đài truyền hình Trung ương miền Bắc nơi mọi người dân trên cả nước này đều xem việc truyền thông miền Bắc công bố hình ảnh con cái ở độ tuổi vị thành niên của chủ tịch Kim là một việc cực kỳ hiếm thấy đó là bởi việc giữ bí mật con cái của nhà lãnh đạo thậm chí là cả sự ra đời của đứa trẻ được xem là một luật bất thành văn ở Bắc Triều Tiên nhằm bảo vệ đứa trẻ đó khỏi các mối uy hiếp như bắt cóc hay ám sát một người đào tạo miền Bắc cho biết từ trước đến nay con cái của nhà lãnh đạo chưa từng một lần xuất hiện nên việc công bố trên thật sự là một điều hoàn toàn trên cả tưởng tượng. Chủ tịch Kim Jong-un được cho là có ba người con, sinh vào năm 2010, 2013 và 2017. Con gái ông Kim được công bố lần này, được phỏng đoán là con gái thứ hai, tên Kim Chu E, sinh năm 2013. Động thái này của ông Kim được phân tích là nhằm phô trương tên lửa hoa song 17 an toàn khi vận hành và vũ khí chiến lược có thể đảm bảo an ninh cho thế hệ tương lai. Giáo sư nhóm nghiên cứu nhân văn học thống nhất thuộc trường đại học Cần Cúc, Chun Yong Son giải thích việc ông Kim cùng con gái thị sát vụ phóng tên lửa còn có hiệu quả nhằm để người dân miền Bắc thấy được rằng gia đình cách mạng đang đại diện cho người dân chiến đấu với kẻ thù, nhằm mang đến một đất nước an toàn cho thế hệ mai sau.